Các bạn có thể giải được cái phương trình này không? 5 mũi sơ nhân cho 7 mũi sơ bằng 35. Thế để đổi giảng, để giải bất phương trình giảng này thì các bạn lấy logarit hai vị theo cơ số 5 hoặc cơ số 7, chẳng hạn cơ số 5 thì đấy sẽ là 5 mũi sơ nhân cho 7 mũi sơ bình bằng logarit cơ số 5 của 5 nhân. Đấy thì đấy 35 các bạn nhá. Đấy 35. 5 nhân 7. Rồi. Thì ở đây sẽ là logarit cơ số 5 của 5 mũi sơ cộng với logarit cơ số 5 của 7 mũi sơ bình phương bằng logarit cơ số 5 của 5 cộng với logarit cơ số 5 của 7. Ok. Đấy. Đây thì ở đây chúng ta đưa x xuống này thì đây là x cộng với x bình phương logarit cơ số 5 của 7. Các bạn đừng khó khăn gì cả, đây coi cái này một số. Còn logarit cơ số 5 của 5 là 1 bằng 1 cộng logarit cơ số 5 của 7. Đây. Đây các bạn nhé. Và ở đây thì các bạn sẽ giải một cái phương trình này. Tạo ra cái lô phương trình bậc 2 đấy là logarit cơ số 5 của 7 nhân cho x bình phương cộng với x trừ 1 trừ cho logarit cơ số 5 của 7 bằng 0. Đấy. Phương trình này thì các bạn phải tính delta là bằng 1 trừ đi. Trừ gì nào? AC, 4 AC, 4 nhân với logarit cơ số 5 của 7 nhân với trừ 1 trừ logarit cơ số 5 của 7. Đấy. Thì cái này sẽ bằng, ở đây các bạn nhân vào này, đây là 1 cộng với 4 logarit cơ số 5 của 7 cộng với 4 logarit cơ số 5 của 7 tất cả bình phương. Đấy, thì ở đây sẽ có cái dạng hằng đẳng thức các bạn, hằng đẳng thức đây chính 1 cộng với 2 logarit cơ số 5 của 7 tất cả bình phương. Đấy. Vậy các nghiệm là trừ 1 cộng 1 cộng với 2 logarit cơ số 5 của 7 trên 2 2A logarit cơ số 5 của 7. Đấy. Hai cái này rút gọn các bạn. Hai rút gọn và kết quả đây là 1. Ở đây các bạn có thể thấy là A cộng B cộng C bằng 0. Đấy. Nghiệm thứ hai là trừ 1. Trừ 1 trừ 2 logarit cơ số 5 của 7 trên 2 logarit cơ số 5 của 7. Vậy là kết quả đây trừ 1 trừ logarit cơ số 5 của 7 trên logarit cơ số 5 của 7. Đấy, có hai nghiệm như thế này các bạn, nghiệm 1 này và nghiệm như thế này. Đây, hai nghiệm các bạn nhé, các bạn thấy chưa? Đấy.